Thưa quý vị, sau 2 ngày tu tập, chiều ngày 4 tháng 8 năm 2023, Ban Trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên tổ chức bế mạc khóa tu an lạc lần thứ 8 tại chùa Duy Trung, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tại lễ bế mạc, Đại đức Thích Thông Huệ, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự, Kim trưởng ban Hoàng Pháp Phật giáo huyện Duy Xuyên, trưởng ban tổ chức khóa tu, đã gửi lời tri ân chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức trong ban tổ chức, cảm ơn chính quyền địa phương và tán dương công đức các Phật tử đã hoàn thành chương trình tu học mà ban tổ chức đã đề ra. Khóa tu An Lạc lần thứ 8 do Ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 năm Quý Mão, đã đem lại niềm an lạc cho hơn 400 cư sĩ Phật tử tham dự nhiều chương trình tu học thiết thực như tụng kinh, thiền tọa, kinh hành, niệm Phật, ăn cơm trong chánh niệm. Hội chúng được nghe hòa thượng thích đồng nguyện, phó trưởng ban trị sự kim trưởng ban hoàng pháp Phật giáo tỉnh thuyết giảng, hướng dẫn thiết lập sự an lạc trong tâm bằng cách buông bỏ phiền não, sân hận, khuyên dạy các Phật tử nên dứt sạch hận thù oan trái, hướng đến sự bao dung với vạn vật kết thúc khóa tu, Chư Tôn Đức trong ban tổ chức động viên sách tấn Phật tử cố gắng hàng ngày siêng năng tu tập để luôn có được sự an lạc trong chánh pháp, đồng thời gửi tặng những phần quà ý nghĩa đến quý Phật tử.